ân gọi là có tinh thần, có mối liên quan, tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, có tâm tình với Chúa Giêsu. Mình cảm nhận thấy có lời mời gọi của Chúa từ lúc còn nhỏ, khi chầu trước bí tích thánh thể, cảm nhận Chúa mời gọi mình dâng hiến cho Chúa. Tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của người bền vững muôn năm, và ước mơ của tôi cũng chính là tôi cảm nghiệm được cái tình thương đó và mang tình thương đó nơi những cái công việc và sứ mạng tôi được trao phó. Tôi được mời gọi để trở nên một linh mục của niềm vui sâu xa từ bên trong, niềm vui được khởi hứng từ niềm vui tin mừng và trở nên con người của hy vọng. Dòng tên thì được có cái hay là rất cởi mở và rất gọi là mở lòng và lắng nghe. Và họ sẽ không ngần ngại thách đố mình để bước vào cái đối thoại, để tiếp tục cũng cùng một thái độ lắng nghe của họ, của các vị đấy. Thì chúng ta cũng phải có một thái độ lắng nghe hoàn toàn. Và cái lắng nghe mà được cái đôi chiều như vậy, nó mở ra một cái lối nữa, là một sự lắng nghe hoàn toàn trong cái thánh ý của Chúa. Dựa trên bản chất của con người của mình, toàn thân toàn ý, với tất cả những cái gì mình có và những cái gì mình làm. Và chính cái lắng nghe nó cho phép mình tiếp tục bước vào cái cuộc hành trình để mà tập yêu, dám sống với tình yêu và khắc khoải với yêu thương. Rồi còn những cái khác là đến sau. Sự bình an cũng như là cái lối sống của một tu sĩ trong đức thanh bần, tất cả mọi cái là đến sau. Tiến trình huấn luyện của anh em dòng tên có thể nói được đó là một quá trình huấn luyện mang tính toàn diện. Đây là một tiến trình huấn luyện xuyên suốt, đã bắt đầu từ thời nhà ứng sinh, với việc các em ứng sinh sống trong các cộng đoàn và tập sống với nhau, rồi tập đi làm tông đồ. Rồi trong quá trình học tập thì các em sống chiều kích thiêng liêng với Chúa, cũng như là hoàn tất tất cả những việc học mà các em đã khởi sự. Rồi tiến trình này thì được tiếp tục đào sâu ở trong thời nhà tập, đặc biệt là khi cận thiêng liêng, các em học để biết Chúa, biết mình và biết dòng hơn. Nhất là điểm son của nhà tập thì đó là 30 ngày linh thao, một khóa đại linh thao. Rồi sau đó là có thời gian 1 tháng đi thực tập tông đồ ở bệnh viện, hoặc là làm những công việc bình thường của những người lao động bình thường. Rồi giai đoạn đó tiếp nối ở trong học viện. Thì học viện là thời gian chiều kích huấn luyện tri thức được nhấn mạnh hơn. Trong đó quý thầy có 3 năm học triết, cũng như có 4 năm học thần. Đây là giai đoạn mà quý thầy đào sâu tất cả những kiến thức cần thiết về nhân văn, về triết học và về thần học, để chuẩn bị cho sứ mạng tương lai mà giáo hội và nhà dòng sẽ trao phó cho quý thầy. Nói như thế thì không có nghĩa là 4 chiều kích còn lại của đời sống học viện không được đề cao, vẫn tiếp tục được đề cao và được tiếp nối như những gì mà anh em ứng sinh và tập sinh đã sống. Tuy nhiên thì ở học viện chúng ta thấy ngoài khía cạnh huấn luyện tri thức lâu dài thì có những nét rất là riêng, ví dụ như là đời sống cộng đoàn. Thì anh em sẽ sống với rất nhiều các anh em khác nhau, và trải rộng trong 7 năm huấn luyện rất nhiều các thế hệ khác nhau. Rồi về đời sống tông đồ thì anh em được tháp nhập để làm một số những công việc mà các sứ mạng lớn của dòng đang thực hiện và sẽ thực hiện. Ví dụ như là anh em có thời gian để làm công việc mục vụ ở giáo xứ, anh em có thời gian để tiếp xúc với những người nghèo trong công tác xã hội, tông đồ xã hội. Rồi anh em có thời gian để thực tập khả năng giảng dạy
khả năng giúp tĩnh tâm cho linh thao, nhận định thiêng liêng. Và anh em cũng có thời gian để mà giúp cho các giới trẻ như là sinh viên, các bạn trẻ, các nhóm khác nhau. Đây là những sứ mạng mà gần đây cha Tổng Quyền đã nhấn mạnh. Và tiến trình đó vẫn xuyên suốt và vẫn tiếp diễn cho dù anh em đã xong giai đoạn học viện. Thì vẫn luôn là một quá trình tự đào luyện để trở nên những người bạn của Chúa, những người thực sự thuộc về Chúa và là những người thuộc về nhau và thuộc về mọi người. Từ đó chúng ta có thể có thao thức tông đồ, có đời sống cộng đoàn với các anh em một cách hài hòa. Rồi từ đó chúng ta có nhiệt tâm tông đồ đi giúp người khác cả về mặt thể chất lẫn mặt tinh thần. Em mời gọi các bạn hãy vô dòng tên nhé.